xin chào, xin mến chào đại gia đình nhà mình nha Hello Hello, chào Thanh Tâm Thanh Tịnh, xin chào Thái Nguyên quê hương, xin chào Kiều Linh Cảm ơn Kiều Linh chia sẻ giúp Vân nha Xin chào, chào em, chào con nhà nghèo, xin chào Con nhà nghèo nhưng mà giàu tình cảm Không sao cả Đa phần con nhà nghèo giàu tình cảm và học thôi cả nhà ơi và học thôi hôm nay chúng ta sẽ học về chúng ta hôm nay sẽ phân biệt bộ vi và bộ khẩu hey, bộ vi là những cái chữ nào gọi là bộ vi những cái bộ nào đối với vân hồi xưa vân mới đi học á vân còn chưa phân biệt được chữ nào là bộ khẩu chữ nào là bộ vi trong cái quá trình ngồi học cô cứ nói bộ này bộ khẩu hey, bộ này bộ vi làm cho ngồi đó Trời ơi, học mà đau đầu quá Rốt cuộc là bộ nào là bộ vi, bộ nào là bộ khẩu Nhìn vô cái chữ không biết bộ nào là bộ vi hết Không biết bộ nào là bộ khẩu hết Cho nên khi quá trình mà học lớp 1, lớp 2 là còn chưa phân biệt được là bộ nào là bộ vi, bộ nào là bộ khẩu Hai cái đều là vuông vuông hết Một cái hình vuông vuông như thế này Cô nói Cô viết ra cô nói bộ này là bộ vi Ê, Lát nữa cô viết chữ khác chữ này là bộ này là bộ khẩu Rốt cuộc là bộ nào là bộ vi, bộ nào là bộ khẩu Hôm nay chúng ta sẽ học về bài này. Phân biệt bộ vi và bộ khẩu. Và những cái chữ nào là bộ vi, những chữ nào là bộ khẩu trong sách giáo khoa và bao gồm sách uh, sĩ chùa cả hai bài luôn. đều đều giống nhau thì chúng ta sẽ thực hiện cả hai bài như thế luôn ha. Và nêu ra ví dụ những cái bộ vi, những cái bộ khẩu và những cái chữ nào chúng ta nêu ra hết luôn. Không hết được, nêu ra một số từ thôi vì thời gian có hạn. <laughs> Không hết được. Bả sáng giờ bả mò việc nhà giờ bả mới xong nãy đi ra mua hộp uh, mì gói ăn đỡ sáng giờ chưa ăn định là trực tiếp xong rồi ăn mà đói quá chịu hết nổi rồi cái ra mua hộp mì gói mì gói mà dạng ly á dạng ly á mua với xe vần nhà vân đối diện xe vần mà xuống mua một ly xe vần ở dưới có nước sôi đổ luôn định định lên vừa mở trực tiếp vừa ăn mà sợ <laughs> cái tính của vân nó gấp mà mở trực tiếp lên ăn là vân dễ bị sặc lắm cho nên là sợ lát nó còn mì từ trong lỗ mũi chạy ra cho nên thôi bà ơi bà ăn rồi đi xong bà mở lên bà ơi bà mở lên bà ăn lát nữa bà mút băng xong bà mút từ lỗ mũi mút ra Nên mệt lắm cho nên là thôi ăn xong rồi mới ăn xong rồi mới lên <laughs> không biết có kim chi dướng răng không nữa mì của hàn quốc mì kim chi á cho nên không biết có kim chi dướng răng ở đây không nữa Hả? chúng ta sẽ vào phân biệt bộ vi và bộ khẩu nha. Khan khan, quay Xin chào, xin mến chào đại gia đình nhà mình. Anh yêu Vân, Vân có chồng rồi, bốn đứa con gì yêu gì nữa. Giờ này còn yêu gì nữa. ở xin mến chào đại gia đình nhà mình nha. Cái từ phu thai, 富太，富太，富太，富太，富太来意富太，富太是讲，福太个，嗯，铺太，铺菜波菜是讲，肉改，改物了真物，讲富太，富太是福太那了，讲富富富富富富太，富太。 bố thải bố thải tiếng tiếng Phú kiến bố thải ở đây là à, bà kêu bà bộ à, bà bác chưa bà bác này hey. cho nên coi coi lại cái từ nào nha ừ hả lỡ lét còn nói là Khuây dạng ừ. ví dụ phí phu Khuây dạng có nghĩa là cái da của mình nó bị lỡ lét ra ừ. còn cái bao tử mà bị lỡ lét thì còn gọi là quay khuây dạng quay khuây dạng Ê, mến chào đại gia đình nhà mình rồi vào học thôi <laughs> sáng là tự nhiên muốn ăn cái gì đó có canh á tại vì gấp quá mà cho nên muốn ăn cái gì đó có canh cho nên chạy xuống xa vình mua đại cái tô mì tôm ăn cho rẻ lẹ nhanh tay nhanh chân <laughs> định lên đây múc băng cho vui rồi ai ngờ tới thôi bà này mà múc băng không được đâu múc băng lắc nữa ra từ lỗ mũi nữa người ta ngồi người ta coi người ta cười chết cho nên là thôi bỏ cái ý định đó ăn xong rồi lên <laughs> ăn được một ly 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 mì cũng ấm áp mà trong phòng vân bây giờ nó đang thơm cái mùi kim chi mì gói <laughs> đó cái phần hôm nay chúng ta học đó là đây wo hui ren tôi biết nhận chữ đó khan y khan bảo chúng ta nhìn đây là bộ khẩu ghi chữ khẩu cơ ô khổ hàn quế chữ này đó, UA đọc u a đọc thành quế khổ hàn quế hai cái chữ này khổ hàn quế chữ này hai cái chữ này bù sổ xẻ có nghĩa là cái viết cách viết bộ thủ đó hình rất là giống ừ tan nhưng mà ý sư ý ý nghĩa nó khác nhau Hả? À, bên này có bộ khẩu bên trên bộ khẩu bên dưới là bộ quỷ vậy thì khi nào là dùng bộ khẩu khi nào dùng bộ quỷ lúc này trong này sách màu đỏ màu đen nó phân biệt ra nhìn thì dễ học viết thì bắt đầu từ đâu học viết thì lớp 1 đi lên cho nó dễ em nha em xem thử ở đây xem sao còn lát nữa nếu mà em cảm thấy ở lớp 1 đi lên cho chắc thì em học từ lớp 1 lên trang 53 sách giáo khoa trang 53 sách giáo khoa nha ừ. hảo khẩu ở đây trong ba cái chữ này đều có bộ khẩu hết Họ lấy một chữ ra Khẩu. Chữ pin này, chữ phẩm này Bộ thủ của nó là bộ khẩu đó hey, Bộ thủ của nó là bộ khẩu Vì thế Khổ chào xào Ý nói chữ khổ này Nó nhỏ hơn Chào xào có nghĩa là nó nhỏ hơn à, Khổ là chữ mà có bộ khẩu Ý, sự, ý nghĩa Thông thường thông thường Hành Cái gì đó Có cái gì đó Thông thường nó có với liên quan tới cái gì đó? Liên quan ở đây, dầu quan, có nghĩa là có liên quan. Thông thường có liên quan tới gì? Thông thường dầu quan, có nghĩa là thông thường có liên quan. Những cái chữ màu đỏ này là có liên quan tới nó. Ví dụ, chồi bà cái miệng, liên quan tới cái miệng, sẽ có bộ khẩu. Hảo, sân in, liên quan tới âm thanh, sẽ có bộ khẩu. Hoặc là, chồi tông chộ, động tác của cái miệng, cũng sẽ có bộ khẩu. Hảo. Còn chữ cu Chữ này không chữ cu Chữ cu bên ngoài nó có bộ thủ của nó là bộ vi Bộ vi được gọi là quẩy Họ nói quẩy chào ta Có nghĩa là cái chữ quẩy này, bộ vi này Nó to hơn, nó to hơn bộ khẩu Đó Lì miên hoài phong chỉ bù có nghĩa là bên trong cái chữ này Nhất định sẽ để những cái bộ kiện khác Nhất định bên trong này sẽ để những bộ kiện khác Cái đó nó vây quanh lấy bên ngoài Được gọi là bộ quẩy bộ vi. Hảo, <laughs> <Bộ> vị <vi. cười> chữ mà có bộ vi đó, is si thông thường và phạm quy hữu quan, dầu quan. Ờ, vị chữ ý sứ là cái ý nghĩa của nó thông thường thông thường hẳn và cái gì đó dầu quan có liên quan tới phạm vi. ê, ý sứ thông thường và phạm vi hữu quan, cái ý nghĩa của nó thông thường sẽ liên quan có liên quan tới phạm vi bảo chúng ta sổ sư Bảo chúng ta nói thử xem những cái chữ nào là bộ khẩu, những chữ nào là bộ quy, bộ vi. Ở đây có chữ của là bộ khẩu hay bộ vi? Chữ của, chữ chư, chữ ha, chữ yuen, chữ thụ và chữ yuen. Yuen này thường nói về gì? Tròn tròn, viên viên, yuen. Hảo, Thu này là gì? nhả ra Thường nói Chữ này là chữ hán đa âm Lúc thì đọc thu Lúc thì đọc thu à, Thu xu lại Thu xu lại có nghĩa là nhả nó ra Thu xu lại ở ra Đây chữ này Thì nó liên quan tới động tác của cái miệng Thì chúng ta chỉ cần nhớ Nó liên quan tới động tác của cái miệng Và cái chữ của nó nhỏ hơn Là bộ khẩu Cái chữ nó to hơn Mà nó vây quanh lấy bên trong có các bộ kiện khác Nó là bộ vi Chẳng hạn chữ này bộ vi chữ này bộ vi chữ này bộ vi còn những chữ này cái chữ nó nhỏ hơn mà liên quan tới ăn nè liên quan tới cái miệng ha nói về gì cái âm thanh cười ha 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 âm thanh của tiếng cười có bộ khẩu hoặc là thuộc liên quan tới động tác của cái miệng mình nhả ra mình nhổ ra nó là liên quan tới cái miệng ừ. hảo những cái chữ này là nó khác chỗ đó chúng ta viết phần này ra lát nữa nó còn phần bài tập nữa chúng ta làm luôn và tạo câu ra đông đình, tôi sẽ nhận chữ, tôi sẽ chữ tôi, đúng, tôi, u o wo, wo, wo. Ừ, lúc này mà nghĩa biết, gạch ngang phết đầy kéo qua gạch giữa hai bên. Ủa khuây. Hớ quây Đầu tiên chúng ta sẽ có bộ ngôn giảm bù. Bên này kéo qua đây phết. Ở dưới này. Có một trái tim. Nhớ đèn chấm nữa. Dưới đây có một trái tim. Rên. Rên sư Lúc nãy rên sư. Sư này là chữ. Móc qua. Dưới này có bộ tử. Tôi sẽ nhận chữ, chữ là n chúng ta chấm ra. Hoặc chúng ta Khan ý Khan Khan nhị khàn. Nét đầu tiên, nét thứ hai, nét thứ ba, Phớt kéo về, sau đó dưới lại kéo xuống, móc qua gạch hai gạch. 看。Họ bảo mình can ý can xem nhìn xem thử nhìn thử hoặc là xem nhìn can ý can chữ này đọc khơ an can ý vì sao vì chữ can này thành tư, chữ đa kia đã đổi thành thành hai rồi can ý can can ý can kêu chúng ta nhìn thử xem đó bên đó có hai bộ khẩu Ờ, à, có hai cái chữ giống như bộ khẩu vậy chúng ta nhìn thử coi nào chữ nào là bộ khẩu chữ nào là bộ vi phải, ờ lúc này chúng ta sẽ đổi màu khẩu bù hàn quỷ bù khẩu, chữ này đọc khẩu khô khô khổ khẩu. Khẩu. Khổ, khổ. Ừ, khổ khẩu hàn vĩ hàn một chữ hàn lúc này mang nghĩa và khẩu và vi hàn vĩ vĩ sẽ to hơn Hảo, khổ hàn vĩ hơ anh hàn u ấy vĩ khổ hàn vĩ ni hào ni hào khổ hàn vĩ ừ. khổ hàng quậy thấp quá mấy hàng rồi ờ, mới hàng thứ hai thôi của huy đến từ kế bên đó mới bắt đầu hàng thứ hai ừ, từ đây 我会认字，看一看，口汉文，tới đây thôi viết đi vâng đợi ừ 我会认识, tôi biết nhận biết chữ đó khan khan bảo chúng ta nhìn cái sách giáo khoa bên trong lúc nãy chúng ta nhìn hey, nhìn bộ nào nhìn bộ khẩu với bộ vi à, nhìn bộ khẩu với bộ vi Khăn y khăn, khổ hăn quẩy. Khăn ừ. y khăn, khổ hăn quẩy. Ờ, à, đẹp đẹp đẹp, phản thị. Quảng tàn, toàn rồi, tiêu rồi. Quảng tàn là toàn rồi, tiêu rồi. Chúng ta nói như thế ha. Ừ. Bây giờ còn một cái barbecue là cũng có nghĩa vậy nữa. Con nít bây giờ nó chuyên nói barbecue là quá là quán là barbecue là barbecue là nướng thịt đó và barbecue mà thường người ta có cái gì đó người ta cũng nói dùng cái từ này tương đương với quán tàn là uhm. Ni hao, ni xong rồi hả? Rồi ok <laughs> chúng ta đi tiếp khẩu hàng quỷ Chờ liàng cờ Ý là nói hai cái này Chờ liàng Chúng ta biết bộ giảm bộ Bên này phớt trợ. Ừm, trợ, ok. Không được, gần quá nó cũng mệt cho mọi người xem. chờ liền cỡ. Trợ liền cỡ. Họ chỉ liền 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chữ đầu tiên chúng ta sẽ có bộ nhân. Bên này có bộ vi. Bên này kéo ra. Chờ liền cờ. Chữ này là tre. Cộng với chữ ơ. Chữ ơ Lơ y an Hai cái chữ này.

Ở bộ thủ bu xuống kéo ra. Thủ đô thổ thủ chữ này. Thủ đô thổ thủ bu sổ. Bơ u p sư ô sô sô sổ sổ bu sổ bộ thủ. Bu tờ xế phạ. Có nghĩa là cách viết bộ thủ đó. Bu sổ tờ xế phạ. sau có chữ tờ sau chữ tờ ta dịch trước bù sầu tờ xế phạ. cờ thanh tư à ừ, lúc này cờ thanh nhẹ lúc này cờ thanh nhẹ ừ, cờ lúc này cờ thanh nhẹ chơi liền cờ Trơ cờ cờ lúc này thanh nhẹ em nha ừ. Ở. Ở. lúc này tờ xé phạ chữ xe và chữ phả lúc này là thanh ba Chữ xe và chữ phạ Xe chứ tờ xe thành ba Nó gặp phải chữ phạ cũng thành ba Cái mật gì lúc ra không ra Họ chữ phạ lúc này có ba giọt nước Trên này đánh dấu cộng Nó dưới hớt lên phết Ta có chữ tờ Tờ ơ tờ chín sân thanh nhẹ tờ Si, y, e, Phở, phở cộng với chữ a pha phả chưa đèn cờ sổ thì sẽ phạ <laughs> <laughs> hình xăng rất giống vỡ trục máy là gì cô vỡ trục máy à trục máy thông thường vẫn ít cũng dùng ít dùng nữa. trục máy là trục gì để cho vân coi vỡ trục máy ừ. không chuyên về kỹ thuật máy cho nên là vân cũng không có rõ vỡ vỡ bỡ vỡ <laughs> tôi quên chữ ờ tôi quên. thường thường tôi nói tôi quên chữ viết làm sao rồi ủ chỉ chữ chữ ví dụ tôi quên chữ trần này viết làm sao rồi ủ à, cũng được đang học lớp 2 à xin chào xin chào chị mới vào hả chị mới vào để em coi coi hai hàng Chị chờ ra hai hàng nhá, Chờ ra hai hàng. Bắt đầu từ đây. của hoa rẽ chữ. Bên này hai hàng. Ừ, chị chờ ra hai hàng đi. Ừ, chờ ra hai hàng. Nếu ai mơ chụp chị chụp lại đi lát nữa chị viết. Ừ. Chương trình này là lớp 2, bên này lớp 2 kỳ 2 rồi. Xin cảm ơn em nha. Hảo. Chữ liền cái chữ đề xế phạ xăng rất giống nhau. Ta gọi là hẳn xăng. Phớt xuống. Bên này móc qua, gạch qua đây. Nếu mà cái gì vỡ rồi, em chỉ cần nói pô tiêu là. Tha pô Chỉ vô cho ta. Cái đó thật chất là trong cái nghề máy móc thì chị không biết nó gọi là cái gì. Nhưng cái gì bể rồi Em sẽ dắt người đó tới Em nói trước cái poor rồi Cái này bể rồi nè Nếu mà máy móc cái gì đó hư rồi Mà bể rồi Em nói chi thải poor rồi Máy móc này bị bể rồi ừ. Em chỉ cho họ nói Trước cái poor tiểu rồi Poor ở đây là bể Trước cái poor rồi Cái này bể rồi Nói như vậy cho họ biết Để họ coi ha đó, Tiếp theo Hình xăng rất là giống Đầu tiên chúng ta viết chữ bộ nhân ra sau đó bên này phết kéo qua đây, bên này gạch qua, gạch giữa. Hình xăng rất giống. Hình xiang Hờ, họ... ớ, nờ, anh, họ đọc hơ, in, hình. Hình, hình, hình. Si, y, an. xiang xăng, xiang Hình xăng rất giống. Uhm, cảm ơn cô. Hè. Phải. Tàn nhưng mà chúng ta viết chữ tàn kéo xuống ở bên này gạch đầy kéo ở bên này gạch ngang gạch đóng lại bên dưới này một gạch nữa ta có chữ tàn sự tàn sự nhưng mà nhưng tàn sự nhưng mà nhưng Tớ an tàn the an tàn,但是 nhưng mà nhân ý nghĩa ý nghĩa của nó khác nhau ý nghĩa yì ta viết chữ ý gạch giữa và chữ ý bên dưới có trái tim ý Họ chữ đầu tiên có bộ điền và bên dưới có trái tim ý là ý nghĩa của cái chữ đó bù khác nhau bù dân. chữ lúc, lúc, lúc ra lúc không ra <laughs> bù dần đầu tiên chữ dần chúng ta sẽ viết bộ mọc bên trên này có bộ dương vị này một bộ vĩnh bù dần chấm y chữ y này thành tư đọc xuống y chữ sư này không lưỡi thành năm sư chữ bờ, bờ u bu thành từ đọc xuống bơ u bu ý thành hai vì chữ dạng thành từ ý sự bùi ý nghĩa của nó khác nhau ý họ nói cái chữ quẩy và chữ khổ đó bộ vi và bộ khẩu hai cái chữ của đó viết cách viết của nó rất là giống nhau nhưng mà cái ý nghĩa của nó khác nhau họ bảo chúng ta khan ý khan khổ hàng quẩy đèn à, chúng ta hai cái chữ đó cái bộ thủ của nó rất là giống cái cách viết bộ thủ của nó rất là giống nhưng mà kỹ nghĩa của nó thì khác nhau họ chúng ta qua cái bộ Bộ khẩu đầu tiên họ cho chúng ta một cái chữ này Chữ này chữ pin Bên trên họ để cái chữ màu đỏ Bên dưới này họ để hai cái chữ màu xanh Để phân biệt chữ này đọc phẩm pin Đọc bằng môi pin Ở chữ này có ba bộ khẩu kết hợp lại thành một chữ phẩm pin Và họ bảo chúng ta call Giờ nó đứng một mình phía to ra Chào xào Ý là nói khổ bị chào xào, nhưng mà họ chỉ biết chữ chào xào, có nghĩa là nhỏ hơn. Khổ chào xào. Khẩu chào xào, Bộ khẩu nhỏ hơn. Ý là nói khẩu bụ tự bị chào nhưng mà họ viết tắt khẩu chào xào. Có nghĩa là chữ khẩu này, bộ khẩu này nhỏ hơn, nhỏ hơn. chỉ này đọc khô, 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 khẩu khẩu 鸡要叫 C E ao 小,小,小，小小口较小，啊，部口呢小，更。肥，都好。口部的字，字母加部口，口部的字，大家就口，就母不。 Khẩu bụ tật Đằng sau chữ tờ này là gì? Ta đọc trước Tật chữ Khẩu bụ tật dự Phải Đâu hả? Khẩu bụ tật dự Khờ 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 Bơ 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 ờ, Chữ mà có bộ khẩu 嗯，口部的字就搞不口，意思通常和嘴巴，嗯，声音或嘴的动作有关。口部的字就就搞不口了。好，我们再过一下，这个意思、意义。 Y sư ngang đóng lại is sư Họ chữ sư đầu tiên chúng ta sẽ viết Chữ điền Bên dưới này có Bộ tâm is sư Y Thông thường Chúng ta viết chữ thông thường Một 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ta có chữ thông. Giao thông tờ thông, thông thường tờ thông. Chúng ta viết chữ thường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ở dưới đây có bộ chinh bộ. Ta có chữ thông thường, thông trọng. Thơ, ong thông chu ang chọn. chọn thông thường thông thường hành cái gì đó Ê, và cái gì đó có liên quan hành và hành lúc này Đài Loan đọc hành Bình Trung có lẽ đọc khở hơ an hành hành hàn. Hành Họ nói hành chơi, bà. Chơi, bà là cái miệng chơi, bà, liên quan tới cái gì đó phân đổi màu Hành, chơi, bà. Chơi. Ừ. hành chơi, bà. Hồi trước họ đọc chơi, Bây giờ họ đọc, chơi, b a ba han 汉嘴 ba, ngoài ra còn gì nữa họ kể tương đương với nhau cho nên họ dùng giống ngắt ờ giống ngắt ừ hãy ổ sân in âm thanh sân in chữ sân đây là bộ sĩ sau đó bên này gạch qua kéo xuống móc kéo về bên này phết đẩy ra như đây có chữ vô và dưới này có bộ nhỉ. Sân in. Chữ in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sân in là âm thanh. Ừ. Sân này S uống lưỡi cộng với chữ giống như ớ ngờ ơn vậy đó. Đọc từ câu hộng ra. Sân in này giống như in à in vậy. Đọc đầu lưỡi. Sân in. Âm thanh. Ừm, họ nói cái chữ mà có bộ khẩu đó Thông thường thì nó có liên quan tới cái gì? Liên quan tới cái miệng, tuổi bạc Tới âm thanh, sân yên Và động tác của miệng Ngoài ra còn động tác của miệng nữa Chúng ta qua đây viết Cũng có cái dấu ngắt ra luôn ha Chúng ta ngắt một cái dấu ngắt trên đầu nếu mà có chỗ Tuổi Động tác của cái miệng Chuyện từ tôn chùa Vớt đầy gạch qua Ở đây hất lên Bên này kéo qua móc Dưới này có Bố chế hoặc bố chảo Nó là chữ hán đa âm Chuyện từ Gắn chữ tờ này vào đây Chuyện Chuyện trong vai chuyện. Chuyện Động tác dưới đây móc qua gạch ngang đóng lại kéo xuống hất hất lên Bên này có bộ lực ta có chữ tổng. Tiếp theo chữ chua 1, 2. Ừ, bà quẹt đi đâu rồi? Bà quẹt cái khúc sau, bà không quẹt khúc trước. <laughs> Hảo, rảnh bù tôi hay mới xịn nữa. Hảo, rảnh bù kéo xuống. Bên này phớt, gạch qua. tôn chua, động tác. 嘴的动作，z、k、l、v、w、a 的 v，z、v、嘴、嘴、嘴，的、的、的，轻声的，d、o、ng、动，z、y、坐，嘴的动作，哎，那个另外一对的，上面买料币是干嘛的？买料币，买料币。 Ở trên này, mài leo bi là cái gì? Làm sao để Mấy tỷ Vô <laughs> cái ô tiết kiệm một ô viết cái dấu pháp của người ta trên đó Vô ngắt Tuần hào ừ. Mày leo bi là ở đâu? Hảo Cái bút màu xanh đã bị lem mực Từ mắng Mắng hả? Từ nào từ mắng? Mắng có bộ khẩu à? Mà. Từ ma à? Ờ, từ ma từ mắng có bộ khẩu Hảo dồ quan là có liên quan Chúng ta viết chữ dồ quan Dồ Chữ quan chúng ta viết bộ môn ra Môn nó nói về cánh cửa Hảo bên trong này có chữ ao đây cái nữa ở đây phết cong đây phết gãy đẩy lên ta có chữ dầu quan có liên quan i o cơ quan quan ừ. ngữ pháp của họ cửa bi là gì chị cửa bi là bên cạnh cửa bi là bên cạnh cửa bi ha đã sai rồi à, bi ha đã Cơ bì, tổ bì. À, cửa bì là bên cạnh nha Hảo, họ, họ nói cái chữ đó thông thường có liên quan tới cái gì đó Chúng ta, chúng ta thường dịch ra Cái ý nghĩa của nó thông thường cái gì với cái gì đó có liên quan Nè, Thông thường có liên quan tới cái miệng nè Cái âm thanh Cái miệng, động tác của cái miệng cho nên thường thường anh nhìn cái thông thường này xong còn nhìn khúc cuối của nó chữ nó là gì nữa chúng ta mới có thể dịch được teo là chặt nó đi ừ, chặt cái gì đó bỏ đi ví dụ cây cối chẳng hạn khanh teo chặt bỏ nó đi bộ là chứ không phải là mộ là nó đọc theo chữ bờ chứ không phải là đọc theo chữ mờ bờ là bờ là không có đâu có đâu mình tìm gì đó họ nói ở đó đó chỗ đó đó tễ he tễ he đi sồi mày ở đó đó bằng tìm thử xem sồi ở à, rồi ai nói ủa mày kết hôn rồi phải không đi kết hôn nọ bữa là nào có đâu đâu có đâu ờ à, ha hảo lúc này vô chấm ra mình đổi qua cái bộ đổi qua cái chữ có bộ quậy bù lúc này chữ quậy bù đó cái nét đậm đậm đó là lát nữa nó lem đó cái chữ quẩy pu này bên trong nó có chữ khác nữa cái chữ màu đỏ là không quan tâm ha để ý cái chữ môn ngoại bởi vì chúng ta đang học cái chữ này hảo cái chữ quẩy vu này nó sẽ bao bọc lấy cái chữ bên trong chữ này đọc cụ 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 ê trên cụ từ cụ chữ này đọc cụ trong phải cụ trên cụ từ cụ cụ là cái chữ nằm bên trong hảo cái chữ cụ này nó có cái bộ quẩy ở bên ngoài có cái bộ quẩy Chữ này đọc là quẩy chứ không phải khẩu U ấy quẩy. Và họ nói quẩy chào ta. Quẩy chào ta có nghĩa là quẩy bộ chữ bị đau ta. Cái chữ có bộ vi đó nó to hơn. To hơn so với bộ khẩu. Chào ta. Chí yào chào. Quẩy chào ta. Sâu hủy thu hồi sâu hủy ừ, là thu hồi chúng ta qua đây viết chữ ta, tơ à ta, ta, to lớn quẩy chào tạ chữ mà có bộ vi nó sẽ to hơn lì <laughs> <laughs> men hơi phân chỉ đi men có nghĩa là bên trong cái chữ đó ta có chữ lì Chữ LÌ sẽ viết bộ y phục tại y, sau đó bên này móc qua. Viết quan LÌ tại LÌ. ta có chữ LÌ. LÌ MIÊN, chữ này là MIÊN. MIÊN này nói về mặt diễn bên trong. LÌ MIÊN tại MIÊN. LÌ MIÊN. LÌ MIÊN. LÌ MIÊN. LÌ MIÊN. mien, YÊN MIÊN. bên trong. Khuây phần sẽ để cái gì đó. Khuây phần. Bên trong sẽ để cái gì đó. Sẽ đặt cái gì đó. Khuây phần. Ta có chữ khuây. Chữ phần đầu tiên chúng ta có bộ phương. Bên này có bộ phọc. Khuây phần sẽ để cái gì đó. Ta gọi là khuây phần. Hơ vị Hơ vị khuây. Phở phở cộng với a ngờ ấn phở ăn phần.

chỉ tha bù bên trong sẽ để những cái bộ kiện khác sẽ đặt mấy cái bộ kiện khác vào bên trong cái chữ của nó nói về chữ có bộ vi ừ. chúng ta viết chữ chỉ tha đầu tiên gạch ngang kéo xuống bên này hai gạch nữa chữ hơi dài kéo ra ta có chữ chỉ đợi em tí Đó, đợi em tí chỉ, chỉ. ừ Hảo mọi người rảnh tay cho Vân xin một nút chia sẻ nha. Xin cảm ơn gia đình mình. Hey, đợi bạn ấy trong thời gian đợi bạn ấy mọi người cho Vân xin một nút chia sẻ. Cảm ơn. Ừ. Uhm. Hey, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin cảm ơn. Ừ. xin cảm ơn ở đi men hơi chỉ tha có nghĩa là bên trong cái chữ bộ vi đó thế mà thấy cho ta ta thấy có một cái hình vuông vuông mà bên trong có chữ nữa cái đó là bộ vi mà cái hình vuông vuông nó nhỏ nó không bên trong nó không có chữ nó là bộ khẩu ừ ở ừ.

Chí tha tờ rỉnh là những người khác. Chí tha tờ tổn sĩ. Những cái là món đồ khác. Những cái món đồ khác. Ừ, cô nói đi. Nói đi. Hảo. Chí tha tờ tha họ sẽ dùng. Bộ nhân tờ tha. Bên này có chữ dịa. Chí tha tờ tha. Chí tha là cái khác. Cái gì đó khác chưa biết. Bị trói hả? Chí tha. Ừ, thấy thương quá ờ, Thấy thương quá là thương sao ờ, Hảo cờ ai ồ Nhìn dễ thương quá Lúc này là hảo cờ ai đó. Còn mà thấy mà đáng thương quá Thương hại người ta quá ờ, Hảo cờ liền ồ Nhìn thấy mà mình thấy cái tình cảnh đó đáng thương đó. quá Thì mình sẽ nói hảo cờ liền ồ Còn mình nhìn thấy mà thấy thương Mà thấy đau lòng quá Hảo xin thận ồ Hảo xin thận ồ Hả đó. Chúng ta viết chữ bộ kiện Chữ bộ viết trước 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ta có chữ bộ Chữ kiện Bộ kiện ta kiện Bộ kiện Bộ kiện Tiếng Việt mình nói bộ kiện Bộ kiện Điện miệng Bộ kiện bên trong sẽ để đặt những bộ kiện khác bên trong nó sẽ có những cái bộ chữ khác trong bên trong chấm cuối bộ tờ chữ ý sự thông thường hành phạm vi có quan à, chữ có bộ bộ vi đó thông thường nó có liên quan tới phạm vi Nè. À, thông thường nó liên quan tới phạm vi à chúng ta viết chữ cuối bộ Lúc này to hơn tí. Quỹ bộ tự. Quỹ bộ ta. Tự chữ mà có bộ vì đó. Quỹ bộ 的字. U a quẩy thành hai 嗯,嗯. bơ u thành tư tơ ở tơ thành nhẹ chữ thành tư quẩy bù chữ chữ mà có bộ V phải tô hào ý sự thông thường Hành phân quỷ yếu quan ý sử có nghĩa là cái ý nghĩa chữ ý dưới này có trái tâm. Chữ âm thanh là âm. Dưới có trái tâm thành chữ ý. Chữ sư si, đầu tiên ta có chữ điền. Thiểm bộ. Bên dưới có trái tim. is sư. sát cánh bên nhau ha. Y sư. Si. Hảo. sư. Si. nghĩa của nó. Chữ y thành tư. Chữ sư si, thành nhẹ thành thứ năm. Thông thường giao thông, thông thường, giao thông được thông tong, thông thường được thông. tong tong được tong 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 uhm dần dần tong uh, dần dần. tong từ từ. Thường tong thường dần tong từ tong Thường tong tong dần tong 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 và dưới đây có bộ chín thông thường thơ ông thông chi ăn thường thông thường ừ, cảm ơn hay. ý sự thông thường hàn với cái gì đó và cái gì đó hàn đài loan lúc này đọc hàn bên trung sẽ đọc khứa nó tới ba cách đọc là hàn hở khuẩn Ý nghĩa thông thường hạn phạm vi chúng ta viết chữ phạm vi phạm vi. Được qua đây viết chữ phạm vi phạm vi phở phở phơ họ đọc là phơ an phạm giống an nữa Phan phạm uể quậy phạm vi. Được chữ phạm vi bên trên này sư phạm tờ phạm à, sư phạm ta học sư phạm, trên này có bộ chốt, ở dưới này có chiếc xe, xe, đây có chiếc xe, hảo, ở bên này móc qua đây, ở đây kéo qua một lên, hảo, ta có chữ phạm, này đại học sư phạm tự phạm luôn, phạm quỷ, ở lúc này chữ quỷ, bên trong, bên ngoài có bộ vi, bên ngoài này có bộ vi. Sau đó bên đây gạch móc qua đây gạch ngang dưới này có một bộ khẩu ở dưới đấy gạch ngang kéo đẩy qua kéo xuống phạm vi ta có chữ phan quỷ à, phan quỷ dầu quan là có liên quan như thông thường mình hay hỏi dầu quan có liên quan là gì chị gọi là dầu quan hoặc là dầu quan liền Ừ, có liên quan chúng ta mở cái bộ môn ra chữ quan này còn mang nghĩa tắt nữa quan chi tắt máy hai chữ ao bên này bên này phết công phết gạch đẩy lên ta có chữ dầu quan hoặc là quan công là quan quan côn là dễ từ quan côn quan côn ông quan công sẽ dùng chữ này dầu quan có liên quan quan chi tắt máy Quan 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 tân Tắt đèn Nè à, Thông thường coi tivi người ta kêu Quan tiểu Tắt đi tivi sư quan tiểu Tắt tivi đi Tự quan này luôn này Họ nói Quỷ bộ tờ Chữ mà có bộ vi đó Ý sự thông trọng Hành phan quỷ dụ quan à, Cái ý nghĩa của nó thông thường Có liên quan tới cái phạm vi Nè à, Có liên quan tới phạm vi 好。À, có một đoạn bài tập Lúc này họ bảo Xúa y xúa nói Em xử lại chữ hành Chữ hành 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 Ừ Rồi ạ à. ừ, Ok Họ Họ bảo chúng ta Xúa y xúa Ừ Em muốn biết chữ thuận hả Xua sure, sure, nói Đầu tiên xua sure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Xua sure, y sure, bảo chúng ta nói Nói thử xem nói y xua Xua 一说，马中达说一说，肥逗号，今叫几几叫 M？嗯，说一说。 说一说嗯哪些字的部首是口哪些冷凝的凝哪些字冷凝的凝 Nà xe đà nà 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 Thành ba Giống như nó mờ đi Đừng để sao quá ừ. Thẩn Chữ này đọc là thẩn Thẩn hay là thẩn Để chỉ có chữ này thẩn hay là thẩn Chữ này thường đọc Thơ ẩn thẩn, ừ, thẫn này nói về cái dây mây, dây sông Dây rồi mây thẩn thẹo thì thận ừ, bí hãy lý Mẹ là dùng, thận dùng Chữ này thường nói về thẩn thẹo Nó có bộ thảo bên trên đó Nói về thẩn theo cái cuốn sách kia rồi. Nói về thưởng thẹo dây thần, dây roi mây, dây sông rồi đó. Ừ, cái cây mây rồi. Ở bên này đầu tiên nó có bộ thỏ bên trên đầu. Liên quan tới cái dây này, dây kia. À, dây thần, dây rơi mây. Sau đó bên dưới này kéo xuống, gạch qua. Hợp vết hai bên này, gạch ngang, gạch ngang. Ở đây trong này kéo ra. Thấy chưa? Ở dưới đây móc. Ừ, thẳng. Chữ thận này hình như là bộ nhục có được phải. Nè. Bên dưới đó bộ nhục hay bộ nguyệt chị cũng quên nè. Em viết qua chữ này chưa? Em đã từng viết qua chữ này chưa? Ừ. Em đã từng viết qua chữ này chưa? Zuo zu zi nguyệt. Ừ, bộ nhục đúng rồi. Đây bộ bộ nguyệt đúng rồi thần này thường nói về cái dây rơi mây dây sông bên này là bộ nguyệt không sai sau đó hai bên phết gạch gạch kéo ra đây đẩy ra đó, nói gì với thần, dây thần như rơi mây ha họ họ bảo chúng ta nà xe chữ chữ xe một hai ba bốn năm sáu bảy tám chữ những cái chữ nào, C E A từ thành từ, những cái chữ nào, ni hao ni hao, à chị mới vô à, một hai ba, uhm, chị chờ ra một trang, chờ ra một trang bốn hàng đi ạ, à. chị Hương chị chờ ra một trang bốn hàng nha lát viết lại. NẠ là những cái chữ nào? TỜ PÙ SỘ Gắn chữ TỜ NẠ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Chữ SỘ PÙ là BỘ THỦ 2 hey bù sổ thủ này là dùng thủ đô Hà Nội chứ không phải thủ Tây ha thủ đô Hà Nội là thủ chứ không phải thủ tay tơ còn một cái thủ khác nữa thủ đức là thủ nó lại khác nữa này thủ đức là thủ nó lại khác nữa tơ B u bù sư âu bù, sì, ô, sầu, 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 sầu. Ừ. bù thủ này là thủ Tây sọ so. hey. thủ này là thủ đức sọ so. chữ này là cũng là thủ nhưng mà bộ thủ là thủ thủ đô là thủ sọ so. cả ba chữ này đều đọc sọ so. hey. cả ba đều đọc sọ so. thủ tây thủ đô và thủ đức hey. hoặc là phòng thủ một cái gì đó hả 好，露奶，我们打起来这些字的部首没有？哪些字的部首是口？是口。好好，念个字，那我来不考的。哪些字的部首是口？好，回答。所以呢，读 tới đây là ông hiểu。hỏi những chữ nào Nà xế zi là những cái chữ nào? Bù sổ sư si khẩu uh, là những cái chữ nào bộ thủ của nó là bộ khẩu. Dấu chấm hỏi. Ừ. Nà xế zi là bù sầu sư si vầy. Tiếp tục. Nà xế zi. Nà xế zi. Hảo chữ xế. Hất lên. Vết bên này. Đẩy qua. Ừ. 哪些字那啊呢啊哪哪西一些字嗯丁钟很张来啦圆形圆形很张嗯哪些字的部首是为就倒过来哪些字就大为解字 nà xe bù Tà ừ. Bù sổ. Bên này móc qua đây phát đây kéo xuống Chữ sào Nà xe zi bù sổ. Họ chữ này đọc chữ không lưỡi thanh tư. Chữ này đọc tơ, 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 thanh nhẹ tơ. Chữ này đọc bu bơ u thanh tư đọc bu. Sư ô shou sô sô thanh ba. Nà xê chữ tờ bu sô. Sư uế. Sư u ế uế. chúng ta viết chữ sư. Si. ảo quẩy nó sẽ to hơn Rồi quẩy Tương đương thì họ sẽ cho ra những cái chữ Họ sẽ cho ra những cái chữ Và bắt chúng ta phê ra chữ nào là bộ khẩu Chữ nào là bộ vi Chữ nào là bộ khẩu, chữ nào là bộ vi Ví dụ lúc này họ cho thêm ừ, Kết hợp với bài tập không kết hợp với bài tập luôn. Vân sẽ kết hợp với cái phần bài tập luôn ha. Chính trào thú lại, dài khoang khoang lì. Kết hợp với bài tập luôn. Hảo. Chính, chúng ta viết chữ mời. Xin mời hãy. Chính. Kết hợp với bài tập của nó luôn. Tại bài tập của nó có bài này luôn. Hảo, diễn bù cộng với chữ thanh. Chính. Ừ chào chú lại chào chào tìm chú lại tìm ra xin chào chú lại chi này bật hơi yên giống yên ngờ yên đọc từ của họng ra xin xin phải đọc từ cổ họng ra xin chào này là trò tre cộng với chữ a o o chào 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 chi u lưỡi bật hơi chi u chu xin chào chu lại chào chu lại chúng ta biết chữ lại lơ ải lại thành hai xin hãy tìm nó ra đó những cái chữ nào là bộ vi những chữ nào là bộ khẩu xin hãy tìm nó ra Bình xỉa dài khoang khoang lì đồng thời viết vào trong ô trống. Biên 1 2 Phát hai bên, ta có chữ biên. Xẻ viết 1 2 3 sau đó 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Biên xẻ tại viết vào đâu đó. Zài. khoang khoang lì khoang khoang là sao khoang khoang là cái ô trống cái này gọi là khoang 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 lì có nghĩa là bên trong cái ô trống đó pin sẽ chạy khoang khoang lì pin này là chữ bờ y ngờ yên pin biển biển pin chúng ta đọc từ cổ họng ra pin cái chữ bờ đọc bằng môi nữa gặp phải chữ pin C E A Y E X I X I X I X I I X I X L I Chín Đúng này, chữ chín và chữ chào đều là thanh ba hết Chúng ta sẽ đọc chín chào chú lại Bình xỉa dài khoang khoang lì Chữ chín và chữ chị Chữ bình này chưa sắc nghĩa đâu à, Nó nhiều nghĩa, chữ nó nó nhiều nghĩa đó Hảo, chìm và trào này và trào này đều là thanh ba hết Cho nên chữ này sẽ đổi thành hai Chìm trào trú lại Chìm trào trú lại Biên sẽ dài khoan khoan lì Thì chúng ta hãy viết nó ra, tìm nó ra Tìm nó ra sau đó điền nó vào trong cái ô trống đó Ừ, hảo Biên đó còn mang nghĩa đồng thời Ê, hey, hả huh. Vì thế xác nghĩ chưa chưa nó đứng ở chỗ nào thì cái nghĩa của nó còn thay đổi. Họ à, bây giờ chúng ta sẽ tìm ra những cái chữ mà có bộ khẩu và bộ vi. À, chấm. Như vậy viết cũng không đủ nữa. À, thái xạ. Cho nên là viết chữ có bộ khẩu trước đi. Hảo, à, khẩu vụ chúng ta đổi chữ khẩu vụ khẩu vụ viết chữ có bộ khẩu trước định viết hai hàng nhưng mà không có đủ đâu khẩu vụ khơ âu khô khô khổ khổ, khổ, khổ thành ba bơ u vụ khẩu ừ, chào em nha khẩu vụ chữ có bộ khẩu Họ, chữ bộ khẩu có những nào chúng ta liệt kê một loạt chữ có bộ khẩu ra Ví dụ như là ai biết chữ nào đã đánh lên luôn nha Chúng ta tự mình đánh sẽ nhớ lâu hơn Ví dụ như chữ quên ta hỏi bằng miệng Khổ âu khổ, khớ, khổ Khổ ừ, Khổ Khổ Ta hát Bằng miệng Trọng Chư ăn, chọn, hát bằng miệng là động tác của miệng, chọn, còn gì nữa, Chư đúng rồi, ăn, ta ăn bằng miệng, Chư ăn, ta ăn bằng miệng, hang khẩu luôn, hang đúng rồi, cái miệng của mình, cái miệng của mình. Zi wei zui, zui zui zui, cái miệng của mình. Ừ, um, hơ đúng rồi, uống. Ta uống bằng miệng. Bộ thủ của nó cũng là cái miệng. Hơ. Hơ ơ hơ uống. Ừ, uống. Quên là bộ khẩu, ừ, ừ nay mới phát hiện huynh là bộ khẩu cứ tưởng nó là bộ môn không à. Nó là bộ khẩu. Tại ta hỏi bằng gì? Ta hỏi bằng miệng của mình. Ờ. Nguyên, à mà viết khẩu à để không để phân phiên âm, để tưởng nó hỏi cái chữ. Nguyên. Nguyên nguyên phiên âm viết sai. Sorry, sorry. U shan Quên khi ta hỏi người ta, ta sẽ hỏi bằng miệng Cho nên cái chữ của nó là bột khẩu ừ, bộ khẩu, chứ không phải bụng môn, không phải cánh cửa Rồi gì nữa? Còn nữa không? Ừ, còn nữa không? Chữ có liên quan tới bột khẩu còn nữa không? Ví dụ, cười ha ha, hơ a ha Ha này theo tiếng Việt của mình, hơ a ha Cười ha ha cũng có cái miệng, có bột khẩu Tại vì nó liên quan tới gì? Liên quan tới âm thanh, tiếng cười. Ha. Ờ, uh, ha. Ừm, um, khở sầu khở sổ ho. Đúng rồi. Khở sổ khi mình ho, thì mình sẽ ho bằng cái miệng của mình. Khở sổ. Ở đây có bộ khẩu. Và phía sau này, gạch đây, gạch ngang, vết đẩy qua, vết kéo. Ta có chữ khở. Khở này cũng là cũng là bộ khẩu. Chữ sâu cũng vậy. Có bộ khẩu luôn. Sau đó đằng sau này gạch ngang. Ở đây phết hai bên này. Một cái ô vuông ở bên giữa đó. Ờ. Rồi mình kéo nó xuống. Bên này dài không sao. Nhưng đây ngắn thôi. Để cái chữ bên kia nó không có bị đụng. Khở sâu. Ừ. Khở sâu là ho. Thông thường mình hay hỏi. chơi ơi, ho nói thì sao sao? Ờ. Ho được gọi là khở ờ khở sâu ừ khở sâu tại vì nữa em biết tại chị like bên facebook hai nick rồi chị cần liên hệ biết tại sao chị không like bên facebook nick một hả em biết tại sao chị không like bên facebook hai ních một rồi chỉ cần liên hệ em chị là sao em chị bữa chị coi rồi nó uh, họ đòi hỏi là phải có hai cái nick hai cái, uh, cái 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 ấy mới được hai cái điện thoại mới được chứ một cái không có được một cái không có like được ừ. một cái mình like một bên là phải cần có một cái điện thoại mới được em à Chứ có một cái điện thoại sẽ không lấy được đâu. à Đúng rồi, hạnh. Hạnh này mình la lên, mình kêu lên. Mình kêu lên, mình la lên, mình sẽ hạnh bằng cái miệng của mình. Gạch ngang, bên này móc về, phết đây. Dưới này có một cái bộ khẩu nữa. Sau đó bên này mình nghiêng cái bút phết chấm. Ta có chữ hạnh. À, khở sau chữ điện. Khở, ở khở. Sứ, họ chữ này đọc hạn hơ an hạn, hạn 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 kêu lên la lên, Ừ kêu lên la lên, thôi lai like một nít cũng được chị ạ, Ê, lai một nít thôi, lai like một nít thôi chạy hai nít đừng canh hai máy canh không được, ý là lai like đồng thời hả? em biết cách rồi, để tự chị coi đó. Được nha chị, chỉ cần liên hệ em chỉ cho Ờ, ờ khi nào chị cần chị kêu Hảo chào, đúng rồi Kêu lên, la lên Chào, chào Hoặc là, anh đang gọi em hả? Chào Có chữ y giữa nha Thế nhạc đi mất tiêu Chào Đồng thời cả chữ cây Vậy hả? Hảo ờ. thảo là chị là gì chị ơi hảo thảo thảo hảo chứ thảo hảo bỉ rịn à, lấy lòng người khác thảo hảo bẻ rịn còn có nghĩa là lấy lòng người khác đúng rồi thanh chi thanh chi giống như là mình thở dài đúng không? À, khớp sâu thở sâu không phải là chữ ốm khớp sâu cho chúng ta dùng chữ sâu này, um ừ. sâu à sâu không phải uống lưỡi đúng rồi khớp sâu sư âu sâu chứ không phải là sư âu đúng rồi sư âu sâu khớ sâu không sai xì xì ừ, khớ sâu thông thường mình nói gì than chi khi mình thở dài á mình thở dài cái từ than chi từ thở dài mình sẽ dùng tới nó bên trên này đó. Tan ta tan. Sau đó bên dưới này mình có một cái hình chữ nhật kéo qua đó. Cái chữ này canh không có điều Hai chữ nó sát nhau nhìn nó sẽ không có được đẹp Cho nên phải canh cho nó đều ra Thì nó mới không có bị như vậy Sau đó bên này gạch gạch kéo từ trong này ra tan. Tan qi Ta có chữ than Dùng chữ chi Chi chỗ tờ chi Thanh thường nói là thở dài. Nhi chai chi Đừng có thở dài nữa. Ừ. Thường cái chữ thành mình sẽ chia ra bên trên này. Cho nó đều ra. Vâng chia lúc nào nó đôi khi nó lại không đều. Nó bị dính chùm vô không được. Nó không được đẹp thôi chứ không ai cấm. Ừ. Người ta viết chữ nhiều lúc nó cũng... Nó không có được đẹp thôi. Chứ nó không phải là nó sai. Hảo, hú si, đúng rồi, khi mình thở, mình gọi là hú si Hú khi mình thở bằng gì? Mình thở bằng miệng Vì thế, chữ hú và chữ si đều có nó hết Chữ hú và chữ si chữ tiên bộ khẩu Ê, liệu khẩu suỵ có liên quan không? Chảy nước miếng có Liệu khẩu suỵ ở trong đó có chữ khẩu? trong ba cái chữ đó có miễn có cái chữ khẩu ra là được rồi khi mà em tạo câu cái chữ liếu khẩu sợi thì bên trong có chữ khổ là ok rồi cũng là cái cách tạo câu ha ở bên này móc qua đây kéo xuống si ừ si hú si thường nói về cái móc đó không được công nữa không cái móc đó không được công nhìn cái chữ si nó kỳ cục Who see the sea? Cái là rất xí quại. Cái này. Ở đây. Quên ra. Who Chưa được đúng. Who see Lúc nãy. Vật qua đây. Công qua. Hoặc cái nét này trước cũng được

Ê, đúng không? hảo cái từ thổi mình khi mình thổi mình gọi là gì Chui tuy Thì trước này nó có bộ khẩu ở đằng sau nó có chữ tuy Ta ta chữ chữ Chui Chui, chui. Ừ. Rồi này tuy à. Rồi gì nữa hơ 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 đúng rồi hơ hơ giống như người ta cười hơ 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 nó liên quan tới gì nó liên quan tới âm thanh chữ hơ <hữ> hơ này liên quan với âm thanh người ta nói bộ khẩu thông thường sẽ là gì liên quan tới âm thanh cái chữ khờ của bà bao móc luôn cái chữ sư <hữ> linh tay từ sư vào đây là công sư tờ sư ở đằng sau chữ khờ thì nét này viết trước nét này có bộ khẩu bên này kéo xuống chữ này đọc hơ <hữ> hơ tờ hơ nó nói về âm thanh ừ, âm thanh rồi gì nữa còn nữa không còn nữa không hãy vô má? còn nữa không mọi người hãy vô mà hãy vào mà ừ khu không được chữ khu không phải chữ khu không phải còn nữa không mình hôn nè hôn người ta mình sao quẹt hôn người ta là một cái động tác có một khẩu luôn sau đó bên này phớt ra gạch qua một hai chữ này đọc quẹt u sành tên ấn ừ. thành ba quẹt hôn quẹt à mình nuốt thì mình gọi là gì thuôn thuôn bên này gạch hai gạch sau đó bên này phớt đây kéo về bên này ở dưới này nét thứ hai kéo ra thuôn này thuôn chữ này đọc thơ quên thuôn thuôn nuốt ừ, hổ lộn đúng rồi ho đúng rồi ho nãy viết rồi ho nãy viết rồi Hổ lộn được Hổ lộn nói về gì nói về cái cổ họng của mình nó có bộ khẩu hổ lộn sau đó bằng sau này không có một gạch bên này phết qua gạch qua hổ hổ này là cái cổ của mình học bộ thủ không nhớ được đâu ai hỏi nè hổ ai hỏi ai hỏi bộ thủ đây là bộ khẩu luôn Chữ lộn có bộ khẩu, đằng sau cũng có chữ lộn nói về con rồng. Sau này có con rồng. Gạch ngang, phết đây móc qua, ở đây kéo qua. Hổ lộn. Khơ, ổ, hổ, lơ, ổn, lộn. Thường người ta hay nói, hay nói gì? Hổ lộn thông đúng không nè hổ lộn thông đau cổ họng và tôi hổ lộn hào thông cổ họng của tôi đau quá hổ lộn này nói về cái cổ họng của mình à, hổ lộn rồi gì nữa ừ. chúng ta đi cáo ai đó Cầu cơ ao Cầu chúng ta sẽ dùng gì dùng miệng để cáo mới thắng được. Thường mấy cô luật sư là ăn nói được lắm mới đi làm luật sư được, ta có chữ cậu. Chim và quận, thường hai dùng hai từ dùng chung cũng được nữa, chim quận có nghĩa là hôn. Đó, tiếp theo mình cái từ thủ. Thủ và thu, chữ này đọc thủ và thu. Bộ khẩu cộng với bộ thổ. Chữ này là có hai cách đọc, có thể đọc thủ và có thể đọc thu. Lúc này mình viết thủ đi. Thủ à, uh, no ừ, tôi thấy có nghĩa tôi nhìn thấy bạn tôi muốn thổ thu xu lại thu xu lại nhả ra thu nhỏ ra thu thu xu lại like. thường đọc thu thu lại like. uh, nó đọc nó là chữ hán đa âm nó đọc thu và thu hảo đại khái là nhiều đó đi còn nữa không còn nữa không đại khái là nhiều đó bây giờ chúng ta sẽ chấm hết để đây nó chưa hết đâu đại khá nhiều đó thôi mình đổi qua chữ quẩy bù bộ vi quẩy bù quẩy bù u ấy quẩy bơ u bù chấm mở đầu Quẩy bù Ê, quẩy bù quẩy Có những từ nào? Ừ. Quẩy bù tờ tư có những từ nào? Ví dụ như Chữ Yên in tờ in Yên in tờ in Hãy cái chữ bên ngoài vây quanh lấy Ở bên trong có chữ nữa Thì chữ đó được gọi là bộ vi Yên in tờ in Yên in ừ. Quốc gia của. À, của thủ. Thủ là bộ chữ 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 uh, thủ là chữ thủ này. Còn cao là cơ ao cao. Em nè Cơ ao cao. Ê, chữ thủ là chữ này. Còn chữ này là cao. Chữ em viết chữ này mà em viết này. Chữ này đọc cơ ao cao. Còn chữ này là thủ. Ừ. Học. Lúc này, yên yên tờ yên, quốc gia tờ quốc. Đúng rồi, quốc gia tờ quốc ở có bộ vi và bên trong có chữ hoa, chữ hoa. Quốc gia tờ quốc, cơ vô quốc. Cơ vô quốc, quốc gia tờ quốc. Ừ. Rồi, gì nữa? Yên, đúng rồi, yên, Ý ảnh yuẩn, yuẩn tròn tròn. Cũng là bộ vi. À, cái bút lúc ra lúc không ra. Trong này một bộ khẩu, một bộ bối. Ta có chữ yuẩn. Yuẩn tròn tròn từ yuẩn. Yuẩn tròn tròn từ bực quá. Thay lần là mua mô su lại Thay lần ờ, rồi gì nữa ừ. đúng rồi Hỏi giá tờ Hơ quỷ quỷ Hơ quỷ 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 gia đồ cụ đồ cụ Đúng rồi Giàn cụ đồ cụ Cơ cụ Giàn cụ cụ Ở trước này có bộ vi Bên trong có chữ cụ Giàn cụ đồ cụ Ừ Phan quỷ đồ quỷ Đúng rồi Phan quỷ đồ quỷ móc lên nói về cái phạm vi nào đó fan quậy tờ vậy ở bên trong này phết gạch qua fan quậy tờ quậy nói về chữ phạm vi chữ này đọc quậy u ấy quậy ừ. Phan fan tờ quậy à, gia là viện gia viện hoặc của yên tờ yên. trong này có bộ thủ có bộ khẩu và bộ y. Gia yển là yển. Hoặc là cổ yển là yển. Nói về hoa viên, hoa yển là yển. Cổ ừ, quảng, đúng rồi, cổ quảng. Cổ gia. Cổ quảng, cổ gia. Thảo yển, đúng rồi, dùng cái từ từ đó. Thông thường chúng ta hay nói gia yuan, gò yuan, thảo yên. Khuôn, đúng rồi, khun Cái bút nút ra nó <laughs> Hôm nay cái bút nó Ba cây, không cây nào xài được hết Họ bộ vi ra luôn Sau đó bên trong này nhốt Một cái khúc gỗ ở trong này Khun Khun này thường nói về Khun nạn được Chúng ta thường nói về khuôn nạn đi Cho nó dễ nhớ khuôn nạn thường nói về khó khăn. Bên này Phết kéo qua đây. Một bộ khẩu nghịch ngang dưới này gạch kéo về. Bên sau này có bộ truy. Khuôn <laughs> nạn này nói về khó khăn. Khơ khuôn. Nơ nạn. Khuôn nói về khó khăn. Ừ. <laughs> này. <về khó> <laughs> khôn nạn nói về khó khăn. rồi gì nữa? Công viên, nói về công viên, hoa duyên. là cái chữ này. Hảo, con nói về duyên in the duyên. in the in là chữ này. nguyên in the in là chữ này. Rồi gì nữa? Gia duyên, quốc gia, Quốc gia, của gia, của gia, của quốc. Ờ. Ừ. Hảo, ngoài ra có gì? Đoàn viên tờ. Đoàn. Thoảng Ở đây kéo xuống. Móc qua đây. Bộ vi ở đây này, luôn. Bên trong này gạch ngang. Một cái hình vuông. Gạch giữa. Đóng lại. Phớt xuống. Gạch qua. Chấm đèn cái. Ta có chữ thoảng Thơ. Quản. Thoảng Thoán này nói về đoàn Thoảng chế thật thoảng Ừ Thoán Thoán chị nói về đoàn kết đoàn viên rồi đó Ờ ừ. Là gì nữa? Còn nữa không? Còn nữa không? còn nữa không? Hảo, rồi gì nữa? Cụ trí Yên quốc yên, quốc gia thủ, đúng rồi, thủ Đi thủ tờ thủ Ở bên đây, móc qua bên này móc vô sau đó bên trong này bây giờ em viết lại như vậy em cảm thấy đau đầu quá bây giờ em viết lại như vậy em thấy <laughs> nhìn thấy nhà nhìn thấy đau đầu vô ờ. nhìn thấy cái chữ vuông vuông này được rồi hồi mới học cũng vậy hồi mới học chị nói là phải nói là không biết cái chữ nào là chữ nào luôn ờ, hồi mới học chị cũng bị vậy đó đau đầu với mấy cái chữ này ở trên này một bộ khẩu phết gạch ngang Dưới này có chữ khuỷ cha tờ khuỷ Đóng lại Chữ này đọc thủ Chân dưới banh ra nhìn nó xấu Thơ ủ thủ Ti thủ tờ thủ Nói về địa đồ bản đồ Ti thủ tờ thủ Ờ à. Hảo <laughs> Bây giờ nhìn vậy nè Bây giờ giờ chữ làm sao phân biệt được bộ khẩu và làm sao phân biệt được bộ quỷ thì bên này đã ghi chữ khẩu em thấy bộ khẩu nó thường nó nhỏ hơn như, này khẩu 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 những cái chữ này như chữ quên mình hỏi bằng gì hỏi bằng miệng nhất định là bộ khẩu hát chân. hát mình hát mà chân cơ từ chân hát mình hát bằng miệng mà bộ khẩu đó ăn mình ăn bằng gì mình ăn bằng miệng mà đúng không bộ khẩu đó cái miệng của mình vốn dĩ nó là bộ khẩu rồi Khẩu bu đó suy so, uống hơ mình uống bằng gì hơ mình nhớ rằng uống mà uống bằng miệng bột khẩu đó à, hảo cười ha, ha 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 cười bằng gì cười bằng miệng ha ha nói về âm thanh ha bằng miệng luôn hảo khở sâu cả hai chữ này đều có bộ khẩu hết mình ho bằng gì mình ho bằng miệng bộ thủ của nó là bộ khẩu đó như vậy là dễ nhớ nhất và đặc biệt bộ khẩu nó nhỏ hơn nó nhỏ hơn hảo mình la lên mình kêu lên chào hạn ờ, mình mà chào gọi từ chào này còn mang nghĩa gọi nữa ờ, kêu cái gì mà kêu gọi cái gì mà gọi chào mình chào bằng gì mình kêu bằng miệng cho nên buộc khẩu Hành này mình la lên kêu lên hét lên hạn mình mình hạn bằng gì Hành bằng miệng khó, những cái từ này chỉ cần phán xét nó qua cái gì là nó ra cái chữ đó hả ngoài chữ than khí mình thở dài cũng thở bằng miệng nè than hú xí mình thở hô si bình thường, hô hấp bình thường cũng bằng miệng. Hảo, chen này thông thường, cái này là xoay chui. chui này thông thường mình thổi một cái gì đó, mình cũng thổi bằng miệng. Khơ này nói theo tiếng cười, hơ 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 hơ, ờ, cũng bằng miệng. Hôn mình ta, mình hôn của mình ta, mình hôn người ta cũng hôn bằng miệng mà đúng không? Ờ, quận, miệng, thun mình nuốt một cái gì đó mình cũng nuốt bằng miệng. Khổ ở dưới đây. Hảo, hổ lộn đều liên quan tới cái 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 cổ họng mình cũng là cái liên quan tới cái miệng của mình cho nên buộc khẩu luôn ở và chữ cầu mình muốn thắng người ta được mình phải có cái miệng giỏi mình tha cáo được để có buộc khẩu Ê, thu số lại hoặc thu số lại nó cũng là bằng miệng từ trong miệng ra đó là những chữ liên quan tới miệng còn bộ vi thì đơn giản em cứ nhìn nè bên trong nó đều có chữ hết ở bên trong những cái chữ này đều có chữ ở bên trong hết nó đều có chữ bên trong ở bên ngoài nó có một cái chữ hình một cái chữ vây quanh lấy cái chữ bên trong Chữ vi này mang nghĩa vây quanh lấy Vây quanh lấy bao bọc lấy người ta Nó bao, bao bọc bên ngoài Thì những cái chữ này là bộ vi chứ không phải bộ khẩu Những chữ này là bộ vi Nó mang nghĩa vây quanh lấy Nó liên quan tới phạm vi Ê Hảo Chữ dỗ, chữ điền không phải Chữ điền không phải Ê À ví dụ như cái chữ mà gì? Cái chữ 4 số 4 cũng là nó đó, bộ vi luôn. 1 2 3 4. 4 này là 4, quyển cái bút hôm nay. 4 số 4. Ừm, giảng bài thật dễ hiểu, cảm ơn cô hay. Chữ 4 này là số 4 thì ừ. nó cũng là bộ vi luôn, nó được bao bọc bên ngoài còn cái kia nằm bên trong thường bộ khẩu của cái chữ cái chữ mà chữ vi này á nó có sẽ nằm bao bọc bên ngoài còn cái chữ nó có bên trong thì ta chỉ nhìn vậy thôi là nó ra là một bộ là một bộ, bộ, bộ vi của người ta rồi nó bao bọc bên ngoài ở bên trong này có đều có chữ hết còn bút khẩu thì nó không phải Nó chỉ nằm đơn giản bên ngoài thôi Chào ừ. Trào ngược dạ dày nó có hai loại nha Một loại trào ngược thức ăn dạ dày lên Thì gọi là Quay sử tàu ni liễu Còn mà trào ngược Cái axit dạ dày lên Thì ta gọi là Quay xoan ni liễu Ừ Đó Lúc nãy em nói cái chữ chuyên, đúng rồi, chữ chuyên. Dấu dùng chuyên là chuyên nó cũng là bộ vi dấu dòng chuyên đời chuyên chuyên này là cái vòng tròn kula la chuyên đời chuyên dấu dòng chuyên đời chuyên đó Cú la chuyên là cái vòng lắc eo dấu dòng chuyên cái vòng để mầm bơi thiên thiên chuyên cái bánh cộng ta có chữ chi yuan chuyên chữ này có chuyên còn nói về cái chữ điền chính bản thân nó là một bộ thủ rồi nó không tính bộ vi Bộ thủ của chữ này là chữ điền Thiểm bộ Thiểm bộ Bản thân nó là một bộ thủ Cho nên họ thật chất là họ tính ra Cái bộ thủ của chữ đó luôn Cho nên nếu mà tính luôn cái bộ thủ Nó là một bộ thủ thì cái chữ này không phải là bộ thủ Chữ này chính bản thân Nó là bộ điền Thiểm bộ Chính bản thân nó là một bộ thủ rồi nó không tính bộ vi với bộ thập ở trong không tính ra vậy trừ phi mà họ kêu mình phân xét ra từng nét mới tính còn này họ không kêu chúng ta phân xét ra từng nét bút từng cái nét bút có bao gồm những bộ thủ như gì không phải như vậy cái chữ nó có bộ gì đã nói là quẩy bù là chữ bộ vi thôi những cái chữ mà bao bọc bên ngoài và nó mang tính chất bộ vi luôn ừ rồi còn nữa không ừ còn nữa không đại khái là nhiều khai nhiêu đó ha hoặc là còn gì nữa, rạo, rạo, về vận về con nữa, khuất rào, quậy rào, vây quanh lấy khuất rào, khó khăn gặp phải khó khăn gì đó, hoặc là châu quậy, Châu quậy thường nói về xung quanh, thú sú quạnh thường nói về thư viện sách mà, duyện in nguyên nhân thì có chữ in rồi, công nguyện từ nguyện có chữ viên rồi, à, của cha thì của có chữ quốc rồi, đúng không? Đó là những chữ có liên quan tới đó Lê Đại Khái lấy nhiêu đó được rồi Hảo, Mấy giờ? Một giờ Lúc nãy là chúng ta kết hợp Giữa cái bộ Giữa cái bộ khẩu và bộ vi Qua cái phần bài tập luôn Và lúc này họ bảo chúng ta Trả y trả trừ tiền Hãy si, Họ bảo chúng ta Trả y trả Chữ chả này là chữ cha Cha từ điển Bên dưới này còn một gạch Ta có chữ chả Y Chả Khi chúng ta tra từ điển Chả y chả Chữ điển Chữ này đọc uống lưỡi bật hơi Chữ á chả Y Vì chữ này là thanh tư chữ chả chả này không phải thanh tư, chả này là thanh hai, nó gặp phải thanh tư nó bị đổi, chả thanh hai cho nên cái chữ y không bị đổi, chả y chả tự điển, chúng ta có chữ từ điển, Tự điển, lúc này chữ này mà nghĩa tự chữ điển ở dưới đây, móc qua, gạch ngang hai phết, Tống lại. Hey, bà đóng gì không đúng rồi Bà muốn viết cái chữ kia đây. Đóng dưới này là nó phải dài ở tới bên đây luôn ừ, Cho nên đóng như vậy không được Chả y chả chữ điển Bảo chúng ta tra từ điển Trời lúc này dở cuốn sách từ điển này là, là Môn vàng chữ luôn muôn vàng chữ Và gạch đây Trên này kéo xuống sau đó nét dưới này sẽ dài qua tới bên này và đá hai cái chân ta có chữ tiện 字点逗零，字的点点点点，听吧。肥逗号，肥逗号。还有哪些字是口部或了围部？还有刚刚。一个台一来，底下一个台，一个 một bộ y và chua bộ, hải dỗ còn có còn này gặp cây bút này buồn ghê vậy đó lúc nó ra mực, lúc nó không ra hơ ải hải i o vô dỗ dỗ hải dỗ còn có ừ hải dỗ 哪些字？những cái chữ nào？哪些字？哪？些？哪些字？những cái chữ nào？n、e、a n a n a n a c e a e，哪些字？ Có lớp buổi tối nha Tối 9 giờ mình Facebook Bên fanpage à, Tối 9 giờ bên fanpage Từ điển đến đây Từ điển hôm nay bé tua tù, Bé tuần qua có lấy về Ôi từ điển nhiều lắm khẩu vu tợ sang máy Khổ bu quỷ bu Đi qua 1, 2, 3, 3 nét khẩu quẩy 3 nét Trang 2,

1 1 2 6 1 2 2 1 Ui, coi từ điển là coi tới nhất đầu luôn á Còn mấy chữ viết tới hết Nà Chúng ta qua đây viết chữ zi Nà Những cái chữ nào mọi muốn, muốn học buổi tối 9 giờ vào phân bay nha. 9 giờ giờ Đài loan vào phân bay. Những cái chữ nào là bộ khẩu? 是 khẩu. Những chữ nào là bộ khẩu? Ừm, khẩu, bộ hoặc là hoặc cũng được nó đứng mình đọc hoặc thôi cũng được hoa à, quẩy bù quẩy bù hảo đọc trái trái điện hãy hơ u a -e -e -e. bỏ chúng ta tra từ điển còn những chữ nào còn những cái chữ nào mà bộ nó có bộ khẩu và những chữ nào có bộ vi nữa hả bây giờ tra từ điển nè tra từ điển tra từ điển thường thường đây là cuốn từ điển của đài loan mà Ừ, đây là cuốn từ điển của Đài Loan. Xuế sinh. sinh tiện. Ừ. tra từ điển thì họ có nhiều cách để tra lắm. Cái đầu tiên á, đó là theo cái... theo cái bộ thủ nè. Ờ, hoặc là theo nét bút nè. 7 nét, 6 nét, 5 nét. Hoặc là theo bộ thủ nè. Thì theo bộ thủ á, nếu mà muốn theo bộ thủ thì phía đây nó có ghi chữ khẩu vụ, quẩy vụ đều là 3 nét hết cho nên nằm trong cái nét 3 nét này. Và để đây 1, 2, 1, đó là số trang. Từ điển đây mà, ờ à, đúng, cuốn này tôi từ điển. 1, 2, 1, 1, 2, 5, đó là bộ khẩu và bộ quy. Chúng ta sẽ mở 1, 2, 1, 2, 1 nhìn cái đường này nè. Nhìn đây có số nè, 40 nè, sư sử 40 nè. Đó. 1, 2, 1, đây 1, 3, 2 rồi. 124, 122, 120. Ừ, 120 và 121 bên đằng sau. Đây, đi quan tới cái miệng, vẽ nguyên cái miệng, vẽ nguyên cái môi ra luôn. Ờ, nhìn vô đây là thấy trống mặt đó. Cuốn từ điển này là của Đài Loan. Cho nên họ không có chữ tiếng Việt và cũng không có gì ở đây hết. Đó phiên âm của Đài Loan và chữ phụ thể thôi. Bây giờ khẩu thải nói về cái tài ăn nói. Số hoa thì chi chào. Ê, người ta nói xô hoa để chỉ sợ có cái này kỹ năng cái kỹ thuật của ăn nói của chuyện nói chuyện Ê, thường nói khẩu thải họ thường nói là cái, cái, cách nói chuyện cái kỹ năng nói chuyện rất là tốt rất là giỏi hảo khẩu chỉ khẩu chỉ số hoa bù liều ở chẳng phụ kiểu như ngọng đó khẩu chỉ nói chuyện không có xuông không có thuận thông thường hay bị dấp này họ nói số hoa bù lưu lì là nói chuyện không có được lưu loát có nghĩa là thường nó sẽ lặp đi lặp lại một cái âm đó giống như lặp ba lặp bắp gọi là khẩu chỉ họ khẩu ấn số hoa là gì hey, số hoa là gì là nói cái, cái 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 cách nói chuyện của mình má má dùng quấn rổ từ khẩu ấn an quê của ai có nghĩa là mẹ đã dùng cái 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 gì đó cái cách nói uh, dịu dàng cái cách nói dịu dàng để mà an ủi tôi ấn à, khẩu cung à, nè khẩu cung khẩu cung thường nói khẩu cung này cung không thể anh thứ nhất không phải thành từ khẩu cung này là thường biết mình đi tra tra những cái người mà bị bắt đó mình lấy họ mình lấy cái khẩu cung của họ mình bắt họ phải uh, nêu ra sự thật về của sự việc đã trình bày những cái sự việc đã qua để họ biên tập lập lập biên bản đồ này kia Giống như, như mà lập khẩu công rồi đó Khẩu công Khẩu quay nói về mùi vị của thức ăn Khẩu in Thường thường nói Ồ, oh, nhìn mình duyên ảnh khẩu in hình trông Thường thường người đại hay nói chúng ta như vậy Tiếng Việt Khi mình nói tiếng Trung Cái khẩu âm của mình rất là nặng Cho nên họ nói Nhìn mình duyên ảnh định chẳng Trông quẩn khẩu in bị chào trông họ. Khẩu xào Khẩu xào này nói về cái sáo, Thổi xáo, huyết xáo Rồi này kia có liên quan tới nó Nhiều nhiều、oh, lắm. 好，đây là tới China cũng là khổ nè. chữ hảo lịch sử. 好，ở đây là Thái, Taiwan 的台，一句话的记吉。và 吉吉祥的吉，广告那那吉利吉祥。và 就同学的同，同志同事同时同情同意同同音同财。好。 Còn nói về bộ quẩy á Thì nó nằm ở một trang uh, thuần cỡ Nhiều lắm luôn Trời ơi cha cái cuốn từ điển này Mở ra là em có thể ngủ giấc được rồi Không mà nhiều khi viết nó la lại được nha Đừng có đọc, đừng có mở ra đọc Mở ra viết thì được Mở ra viết thì em viết được làm ok lắm Không có ngủ đâu à, Còn mà lấy ra đọc là đảm bảo ngủ đó Đảm bảo là nó sẽ thành cuốn sách thôi miên á ngoài trang máy quên này coi ngoài trang đầu đi cho nó lẹ trang một năm tám hàng gì là quà không tới một năm tám cha tạo điểm phải có kỹ thuật cha nữa phải coi cái trang bìa để cha chứ đừng có đừng có ngồi dại dại mà lật từng trang ôi rồi ôi lật từng trang ra là xỉu ngang luôn á <laughs> mở tờ điển ra là sửa liền sách gối đầu giường đúng rồi để ngay đầu giường giúp chúng ta thôi miên nó mở ra nhìn y chang cái tờ báo ôi rồi ơi mẹ ơi bố ơi mở cuốn của... cái này mà mở ra nó đảm bảo ngủ ngay ở đây bộ vi trang 58 mươi ở đây họ ghi họ viết như thế này quẩy bù quẩy phụ đó bả bả sư châu bao quẩy xì lại à, nó sẽ bao vây lấy bốn phía trong chữ sư nè Rồi chữ gì sư si phân Nói về sư si", Bao nhiêu tiếng ý nghĩa của từ sư si Nó ra đây hết Này Hảo Chỗ khuẩn Nhốt một người nào đó Các bạn thấy tưởng tượng Một người bị nhốt vào trong cái lồng sắt Ở đây Chữ quẩy bụ Nhốt một người bên trong Chỗ khuẩn Chỗ phản Những cái người tù nhân đồ này kia Chữ chỗ Hả? Chữ in In nãy ta biết rồi In của in quả thì có bao nhiêu chữ in Có liên quan tới in họ viết một loạt ra đây họ Huấy giá Một loạt có liên quan tới chữ huấy Sau đó Chữ này chúng ta chưa học tới đâu Hay, Ở đây còn cả đống nữa nè à, Những cái chữ này chúng ta chưa học tới nó đâu Chữ khuôn Khuôn khổ khuôn chinh Chữ huấn tuần tờ tuần Huấn tuần là tuần Chữ này có huấn tuần này nói về Ba cái sợi cảo đồ này kia Ba cái uh, thôn, Ba cái... Uh, cái hoàn thánh rồi đó, huấn tuần Ừ, huyện tuần đúng đúng âm của nó là hoàn thánh. họ chữ này đọc thuần. Thuần này thường nói về cái gì đó Thuần và thuận à không phải chữ thuận này chữ này nó có hai âm đọc chữ này nó có hai âm đọc chữ này còn chữ này đọc hủ à, hủ hủ luồn hủ gì đó chữ đó chúng ta cũng chưa dùng tới đâu có nhiều chữ nó đánh ra được chữ nhưng mà tới đại học mới học tới nó Ê, nhiều lúc ở bên dưới này chưa có học tới những cái chữ này hảo nói về chữ chữ vô này cũng có ít ít ai dùng tới vô chữ vô này sơ dồ quỷ chẳng quỷ chẳng bắt in sơ wei tờ wei cụ tài tờ hoàng à, chữ này cũng ta cũng chưa dùng tới đâu chữ cụ này thì dùng tới chữ cụ quần cụ tờ cụ này dùng tới hảo đây là những chữ có liên quan tới bộ vi Nó đều quay quanh Vây quanh lấy bên ngoài Bên trong có chữ Nè Ví dụ họ viết qua chữ quốc này Thì họ sẽ tra ra một đống từ quốc Cho chúng ta xem Đó, Ai rảnh thì có thể dở ra ha à, Mà hầu như là không, không thấy ai dở ra Kể cả người Đài Loan Không thấy ai dở ra Trừ phi mà chuẩn bị thi Mấy em lớp 8, lớp 9 chuẩn bị thi á Thì các em dở Nhưng mà thời giờ đâu có ai dở đâu Thời giờ không ai dở cái cuốn này ra đâu từ điển nó có chú âm trang không hả chị có chú âm rồi à, nhưng mà nó nhỏ lắm nha nè à, à, không chú âm của đài loan có nè nhưng mà cái chú âm bên trên thôi bên dưới không có chú âm nè à, trên này thôi cái cách đọc của hai cái chữ này thôi đó đầy chú âm đây chú âm đây nhưng mà không bên dưới này nó không có có à, bên dưới này không có có từ điển này thời bây giờ cũng ít ai dở lắm tại sao từ điển trên điện thoại dễ hơn từ điển trên điện thoại thì tra từ 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 một từ từ một còn dỡ từ điển này ra thì nó rộng hơn Ê, tra từ điển này ra thì nó sẽ nhiều hơn và đỡ phải đánh từng chữ từng chữ để hết cái coi hết cái này cái mở là cái kia Ê, tra trên điện thoại thì nó lợi cái đó cái này thì khỏi cần sách đi nó nặng như thế này sách cái điện thoại nó nhẹ hơn nhưng mà cái khi này cái này mở ra nó hay ở một chỗ là chúng ta có thể ừ, ví dụ tra ra cái chữ thủ này chữ thủ này phiên âm của nó đọc thủ thủ nó cùng âm với cái chữ thủ này Ê, thủ tiếng hán tiếng tiếng chú âm của họ với chữ này thủ hảo nói về danh từ động từ nó đều có phân biệt ra là màu đen đen này danh miệng là danh ờ, động tổng nó đều có phân biệt ra hết hảo sau đó bên trong này nó sẽ tạo câu ra ví dụ thủ khoa thủ thượng Ê, rồi gì nữa thủ chiên thủ chuẩn bị bị lúc này đọc không phải đọc bị chèn mà bị xiền chữ này là chữ hán đa âm um. lúc này không đọc chèn nữa mà đọc xiên ừ. Hảo cho nên cho nên cái cuốn này đảm bảo mở ra là đảm bảo ngủ ngon luôn khỏi lo mở ra là OK number one một hai ba ta khỏ một hai ba ta ngủ say cho nên là mua mấy cái này về thì lúc mua về không biết các bạn có xài tới không ha nhà Vân thì có hai cuốn mà bé tua bé tông qua hôm hai hôm trước có sách đi nhà trường Có sách đi tra từ điển Cô bắt sách lên học cái môn nào đó không biết Phải cầm lên để tra từ điển Thì có hai nhỏ có sách đi Mà bỏ vô cái cặp nó nặng ơi là nặng luôn Hai nhỏ leo lên tới lầu ba nữa Trời đất ơi Nặng ơi là nặng luôn Kêu đó, hả Tại sao mà sách từ điển đi làm chi Cô giáo biểu Cô giáo kêu đem đi Hai đứa đều phải đem đi hết Mà nặng lắm nha Ờ à. Đầy trang bao nhiêu? Đầy trang bao nhiêu hả? Trang khoảng chừng 168, 162 á. Nè, hey. nếu mà nói về bộ vi thì chúng ta tra từ 158 nha. 158. Còn nói về bộ khẩu chúng ta tra 121. Ừ, 121. Muốn biết ở đây nè. Muốn biết muốn chúng ta muốn tra cái từ nào chúng ta dở cái trang đầu tiên ra. Độ dày á hả? Ui cha, độ dày khoảng gần một ngón tay á. Một ngón tay út á. Ngón tay út của mình khoảng gần đầy vừa đúng một ngón tay út của mình luôn đó. À, độ dày của nó. Đó. Nếu mà muốn tra từ nào, các bạn hãy mở cái trang đầu tiên ra nhất. Hai bên đều có. Hai bên bìa đều có cái này hết. Ê, ví dụ đơn giản nhất, nói về chữ có một nét đi. Ý hoa. Ý hoa là một nét như đây. Một nét là một nét, một nét, một nét, một nét. Đó là cách viết của một nét. Hảo. Còn nếu như mà tra bộ thủ thì hãy nhìn bộ thủ gì ở bộ quần là bộ trụ là bộ phe là bộ y là bộ này hảo hai nét thì chúng ta nhìn qua đây ở khoa hai nét thì đây tất cả những cái này đều hai nét hết đều là hai nét hết và ví dụ muốn tra về bộ thủ bộ nhị nè bộ thổ rẫn à, rẫn ru ba chung thì chúng ta tra như thế này thôi còn nếu mà tra về nét thì chúng ta nhìn ba nét Ví dụ ba nét bộ khẩu mà phải đếm nét nữa nha Khi mà bạn tra nét bút rồi bạn phải đếm nét Ví dụ như bộ khẩu 1, 2, 3 à, Thế là biết ba nét Đi tìm ra ba nét bộ khẩu trang máy Quẩy trang máy, thủ trang máy, sư trang máy à, Ở đây, ở dưới đây có trang 121, 121 158, 158 Ê, 163, 163 Một trang, trang 163 đó ý là họ cách ra từ từ 121 đến 158 này tất cả những cái chữ đó đều liên quan tới bộ khẩu hết hay từ 158 tới 163 thì cái khoảng cách đó đều là những cái chữ liên quan tới bộ vi độ dày của nó hả Ui rồi ơi chắc cả dày chắc cả ký này nói về chắc có cả ký độ dày của nó nè <laughs> độ dày của nó đó <laughs> Cho nên là mở cái này ra thì cũng ok thôi nhưng mà nói về cái em lớp 9 đó nha. Các em lớp 9 á. Các em lớp 9 mở nhiều lúc các em thi các em bắt buộc phải mở cái này, không mở không được. Này, các em mở ra phải mở cái này ra tại vì mở cái này nó phong phú và nó nhanh nhiều lúc nó nói điện thoại nó nhanh chứ nó cũng phải tra từng chữ từng chữ được thôi chứ nó không thể tra nguyên cuốn được. Nó không thể tra ra những cái từ liên quan được những cái từ liên quan ta phải lại ta phải thoát ra lại tra tiếp tra tiếp tra tiếp nó nhanh thì nhanh thiệt đó nhưng mà nó không thể kéo ra những từ liên quan còn cái này thì nó có thể kéo ra những từ liên quan uhm. nhìn bạn xin đừng lên qua youtube hả Ê, hey, youtube thì chúng ta qua hồng vân family cuộc sống đài nha ở trong cái trình này cũng có cái đường link đi qua nữa còn không bọn qua bằng gõ cái chữ này hồng vân family và đọc tiếng anh giỏi dữ ta cuộc sống ở đài à, cuộc sống ở đài đây kênh của vân cuốn đó là cái cuốn từ điển của đài loan á em cuốn từ điển của đài loan bạn gõ cái chữ hồng vân family cuộc sống ở đài còn thông bạn gõ vào đây cái hình của vân đây đây có cái hình Bạn bấm vào cái hình này xong đó bạn thấy có một ở bên trên khúc bên trên ví dụ cái điện thoại bay lớn về cái khúc bên trên này cái hình cái giao diện kể về bản thân ở bên dưới này có một cái cái nút của youtube bạn bấm vào cái nút đó là đi qua tới luôn còn không thì bạn cứ gánh hồng vân family cuộc sống ở đài là ra kênh youtube của vân nhớ vào đó nhớ tìm danh sách phát lớp 1, lớp 2 hoặc là danh sách phát học tiếng thải gì ha tiếng thải gì học tiếng thải gì là học tiếng phúc kiến đó Vâng chia ra danh sách phát hết trơn à, bạn muốn học tiếng Phú kiến bảo vào danh sách phát, học tiếng thải duyệt Còn bạn muốn học lớp 1 bạn vào danh sách phát lớp 1, bạn muốn học lớp 2 bạn vào danh sách phát lớp 2. Ok không? Chứ đừng có tìm video, video cả ngàn video ngồi kéo ngân hồi hồi bỏ mẹ đi không học nữa. Vì đâu mà video quá trời video sao học nổi. <laughs> Cho nên là các bạn sẽ cảm thấy không muốn không muốn vô nữa đâu. Chứ hãy nhớ vào danh sách phát nha. Còn cái từ điển này của nhà nào hả? Nhà nào um, cuốn từ điển này nó có màu vàng và màu xanh nữa Bé tua lấy một cuốn màu vàng Nó cầm đi, nó chưa cầm về Nó để trên lớp nó luôn rồi Để trên lớp mà nó có xài đâu Nó chuyên gia nó cầm sách dữ lắm Bé tua ngày nào cái cặp ba lô của nó cũng nặng chỉ luôn Ngày nào mà vác cái ba lô nó cũng vác không nổi gì Mà cái tướng nhỏ con gì mà lúc nào cũng vác lên tới lầu ba nói riết là con cao không có nổi đó. Bao nhiêu sách nó dồn hết trong cặp nó Mỗi ngày nó sách đi, nó sách về, sách đi, sách về Hay cái cuốn này là của nhà nào ta vô tài vô ở đây có chị ghi chữ tài vô nữa ừ cái này mình chỉ đi ra ngoài cái phòng bán sách á thư viện sách ngoài cái chỗ mà bán sách người ta có bán rồi ừ. còn không ở trong trường á trong trường hay bỏ lắm trong trường tại vì mỗi năm nếu mà không phải mỗi năm đâu nếu mà năm nào họ mà có đổi chữ á họ mà có đổi chữ trong này thì họ sẽ bỏ hết những cái cuốn cũ, họ sẽ mua cuốn mới, nhà trường sẽ phát cuốn mới cho họ và họ sẽ không có dùng mấy cái cuốn này nữa là họ bỏ. thì lúc này bạn biết rồi đó, đã đổi chữ rồi thì có một số chữ nó sẽ mới, tính ra cái cuốn sách này là không phải cuốn sách này không biết cuốn sách mới không chưa nữa. Ê. tại của bé Tua cái cuốn của bé Tua là màu vàng, Ê. cuốn bé Tua là cuốn màu vàng, còn cái cuốn này là cuốn màu xanh, giá của nó Ừ, cuốn này cuốn màu xanh ha. Các bạn có thể đi mua thử coi. Nghĩ cuốn này là chắc cuốn mới rồi đó. Tại vì cuốn này là cuốn của tiểu học tặng cho bé trai nhà Vân. Thông thường các con chúng ta đi học tới lên tới... Nó lên tới tiểu học là nhà trường hầu như đều có tặng một cuốn hết. Nhưng bé gái nhà Vân thì nó tặng cuốn màu vàng ha. Còn bé trai nhà Vân thì tặng cuốn màu xanh. Ừ. sời bỏ ừ bỏ nguyên cuốn luôn tại vì họ đã cập nhật những từ mới họ không bỏ cũng không được chính cô giáo là người những là người đầu tiên phải cập nhật từ mới cho các em học sinh cho nên cô giáo phải Ê, chị Vân đăng nhiều clip ngắn trên tiktok này mọi người vào xem Ê, đăng nhiều trên này lắm ở đây trên này có tiếp nhiều video ngắn lắm ờ à. Học tiểu học là nhà em có ba bốn cuốn đó Đúng rồi Bên này học tiểu học trước khi em vào Trước khi em học xong cái uh, tiểu, Kiểu như là em học xong mẫu giáo Em lên tiểu học Là cô giáo trong trường sẽ tặng Đứa nào cũng vậy hết Bên này có được vậy đó Sách vở bên này không có cần mua như Việt Nam nhiều đâu Ở bên này chỉ cần con em được học mẫu giáo Xong mà nó lên lớp 1 Nhà trường nhất định sẽ tặng cho nó một cuốn Và một bộ chén Bên này đi học sẽ nhất định cầm chén theo để ăn cơm Mà buổi trưa học tại vì uh, buổi trưa học xong chiều học nó mới tối 4 giờ chiều mới về mà cho nên được tặng một bộ chén nhôm và một bộ từ điển khỏi cần mua bé tua cũng được tặng đây là của bé Tông qua được tặng và đằng sau có các khắc tên trường nè đúng không trường người ta tặng tặng chin jun này là tặng ừ, của mình là sư y hả của này là Tài vô cũng nè cũng nè nè bên sư y hoa hoa đây nè hoa Nhưng mà cái xu bản sơ nó là tài vô. Nhà xuất bản nó là tài vô. Biên tập thì nó là sư y đó, nhưng mà xuất bản thì nó là tài vô. Ừ. Cho nên là nói chung là cuốn càng mới càng tốt tại vì những cái từ mới nó sẽ nằm bên trong. Cứ cuốn càng mới càng tốt ha. Tại vì nó có thay đổi từ mới đi nữa mình cũng biết được và những người mà làm cô giáo thì họ sẽ luôn luôn cập nhật từ mới để mà thay đổi trong quá trình dạy cho các bé các bé nhỏ hả ok nói chung là học ở đây các bạn đỡ cha từ điển khỏi cần cha từ điển đi có cha vân cha trước hết rồi chỉ cho các bạn khỏi cần cha <laughs> vân cha trước hết rồi vân cha xong rồi vân chỉ cho các bạn các bạn khỏi cần cha các bạn đỡ đỡ phải cha từ điển ừ. học với vân các bạn khỏi cần cha từ điển Ừ, những cái từ mà chúng ta đối với hiện tại đang dùng thì Vân đã viết ra hết rồi Còn những cái từ mà nó hơi phức tạp thì chúng ta chưa dùng tới đâu Tới lớp 8, lớp 9 chưa chắc đã dùng tới ừ. ừ. Bài học hôm nay xin tới đây xin tạm dừng Cảm ơn mọi người rất nhiều Xin cảm ơn Bà xóa cái tóc ra nó ngứa gần cổ Ngồi gãi riết lá nền cổ nó lại Hôm nay bữa nay hôm nay nó lặn xuống bớt rồi nè Nó lặn xuống bớt rồi Xả cái tóc ra nó lại ngứa lắc Nó lại cào 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 nó lại lên Mấy này lặn nhiều rồi Mấy này có uống thuốc bắt á, Cho nên là nó lặn xuống bớt rồi Hảo. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều <laughs> Mình thiên chiên là... Chai Ừ, ai tối muốn xem thì qua bên phở bò nha Tối 9 giờ Có phát trực tiếp Hả? còn gì nữa nãy giờ không có đọc chúng không Rồi không thấy gì nữa Cảm ơn mọi người Mình thiên giang là... bye bye